bạn đã đến kênh YouTube Bơm Cắt Miền Tây nha các bạn. Đây thì hôm nay mình chuẩn bị bơm làm nhà đây. Bơm cắt vào làm nhà. Cái này là cặp con đường ha, đường lớn. Để cái sân nè. Đi về ở phía sau các bạn xem. Ở phía trước này cũng cạn ha, khoảng 7-8 phát 1 mét trở lại. Ở phía sau thì sâu. Vừa mới bơm luôn nè. Mới vừa bơm luôn. Bà kè phía sau này sâu 3 mét nè. Nằm dưới bên sông. Để mình đi ra phía ngoài cho bạn xem. Sâu khủng thiệt. Giờ nước cặp lên cả mét mà nó sâu gì nè. Có nước ngoài đỡ thôi, giờ nước lớn mà. Thì hôm nay em dân coi đổng ha. Em cõi đồ luôn rồi. Đổng mình để trụ vô bờ vậy là cho nó tàn từ từ ra. Bờ này là khá là sâu, 3 mét. Ở đây được không nước chảy luôn nè. Cái ghe mình đậu xuống được kia ha. Vô đây không nổi, cái sông này quá nhỏ luôn. Chưa quá bự. Đó. Thấy ghe luôn. Ghe này thì khoảng 40 khối ha. 40 khối mà chạy vô đây còn không nổi đâu. Cái lỗ nhỏ như này cũng chảy rồi nè. Xong rồi lục bình bích chết cho nó. Ghe nào vô đây nổi. Thì số nước giờ chạy mạnh quá nè. Anh nhân nhấn cầu đỏ rất là kỹ ha, lội xuống anh già nè. Ghé mấy cái lỗ này hết. Cá to ha. Không giỡn được coi. Cái này cũng khá to luôn. Rồi nè. Lên cá có lên chưa? Nước giờ này dâng lên quá nhiều luôn rồi nè. Quá mạnh. À. Vô chút xíu đi, nước nhiều lắm hả? Không sao đâu.
để chứ đi nước dữ dữ lắm đó. Tập chất này cũng sâu ghê hồn. Sao đâu nước nhiều nhiều lắm, đẩy xíu đi em nhép lại nó nén nặng lắm. Cạc nó lên rồi đó. Nhà này bị ngang khoảng 4 mét mấy nha. Nhân xuống thăm dò đường thoát nước rồi, coi nó ra cát không. Chạy ra ngoài này quá nhiều rồi. Có cát đó chưa? Ra chưa? Mày không đậm nó không ra. Ra nhép đi, nhép người nào cát nhiều cái mình gỡ ra cái. Người nào nước nó nhiều quá. Chưa để ra đang bơm mà nó đẩy ra luôn à. Bớt rồi. Để lúc gì đi. Cái đang bơm nó đẩy ra ngoài luôn. Giờ này cũng sắp hết ghe nè, còn ít. Nhẹ rồi, gần hết ghe rồi. Cũng gần hết ghe rồi. Phía sau này quá sâu yếu à. Đỏ giờ nó cắm xuống đất chứ. Giếng lỗ ở dưới là ba cái lỗ phía trên cũng tất cả vậy nè. Trên đục ba lỗ anh kia. Được ba lỗ gì thoát nước khỏe quá. Mới vừa chảy.
dở đổn lên đây lúc rồi. Kéo đầu đây nè nhân, kéo giữa nè là cho nó bắn ra trước mới được. Gì thì chú vô luôn. Lỏng rồi. Chú vợ tràn ra phía trước. Chút đỉnh. Chứ sao là mình bơm ở phía trước bơm về vô. Để cho nước thoát ba cái lỗ làm sao. Xong chưa? Xong. Thì bơm xong rồi nãy ghe đang ghe ghe nè. Bình rất giá không? Rồi đứng chỗ mũi. Nãy giờ quay đầu mới xong rồi giờ chuẩn bị qua cầu. Bơm nước vô đầy thùng luôn, nửa thùng chứ. Ra ngoài kia bơm nữa. Bảo ơi, ra ngoài cầu kia bơm nữa. Kêu bèo chạy lên bãi luôn nghe, sáng mình lấy sớm mình xuống bơm. Ra cầu này chờ tới tối là mới ra mới được. Nhanh nhanh thấy đoàn xuống. Này chạy chảnh đi rồi sáng mình lấy sớm. Khó lắm, cái này khó mình dám làm. Trời ơi, nó đột phá nhỏ luôn. Hai bơm nhìn đẹp ha. Cho lớn hình luôn Teo ơi. Còn sau này cũng lớn nữa nè. Dễ chạy. Giờ này nửa đêm chờ nước công mới qua lọt cầu này nè. Chua vừa lọt. Cầu này rất là thấp.
còn đóng rồi, còn đóng rồi lại về mới cặp xuống ghe cho anh sớm. Xác vô chú. Đang lấy bom. Xé. Nó đi được không? Nó đầu nó đó hả? Đủ là đủ đi. Ờ, vừa là đủ đi đúng không? Cái gào nằm dưới cát khủng thiệt trời. Đè cát lên rồi. Mấy anh em chuẩn bị chạy vô chỗ bơm rồi. Nóng cát nhìn rất đẹp ha, vàng lên nè. Thì ghe cũng vừa tới bến rồi nè. Quá chừng đoạn sông này lục bình rồi nè. Lít chết hết nè. Giờ mấy anh em lắp dây vô chuẩn bị bơm. Em đang gắn ống ra phía trước này bơm lên trước rồi, thả lù về phía sau cho nước đổ ra phía sau luôn. Khá mạnh ha. Cát thời gian
phía sau coi. Vào mới lại à? Dạ qua bơm được nhiêu đây? Nãy bơm lên cắt không thấy chưa? Hả? Chưa. Rồi chạy đâu không biết. Chạy đâu không? À, không biết có chạy đắng không à. Cao thấm thấm. Giờ nó nước cặp lên cả mét rồi đó. Chỉ chân á. Xíu nó mới lỗ thoát nước trên chảy rồi. Họ cắt cái cột ở đây. Ừ. Không phải họ cắt cột đây đầy lên tới được cái nước gì. Quá cao. Để, cao cao chút đi. Hay quá. Để cao cao chút phải đâm, một đâm sớm quá. Đây lỗ thoát nước trên giờ nó cháy kìa nè. Rồi đã xong chiếc thứ hai rồi đây. Rồi bây giờ đã xong, giờ mới đem bơm nước vô bồn nè. Để ve ra. Một mình quá chừng. Bơm nước vô nữa bồng mới ve được ha. Quá lục bình rồi. Bừng rồi nè.
mình đã đi qua bên sông rồi. Về tới ngã ba này giờ bắt đầu quay đầu đây. Mũi mũi vô. Rồi dính gác thôi. Bây giờ chuẩn bị trôi qua cống đây. Đây cống này đây. Dướng gõ nghe mũi kìa, quá chừng cái dây gõ nè. Ghe lại cho nó chỉnh cho mũi ghe cho nó ngay cái lỗ nè. Trời mũi quá. Vừa lọt khỏi bơm nước vô qua mau. Dính trưởng rồi, vừa lọt. Trời, hay quá. Dướng cabin. Phía sau
Đây nó bè xuống mầm nước vô. Đầu chui từ từ vô nè. Dướng chút xíu à, chờ chút xíu. Vừa lọt rồi đó. Thì hôm nay mình tiếp tục vô một chuyến nữa nè. Đi tối luôn. Ôi, về Lục Bình. Vừa vô lọt cống. Giờ này ghe đã tới bến rồi nè. Mấy anh em chân đi bơm. Cò đèn nghe đóng cắt anh chân. Có dù bơm đây. Phía trước là còn thiếu đỉnh, phải là đầy luôn.
đầy cát, giờ anh Văn nhém lỗ lại bớt đầy cát lên tới đây để nó chạy cát ra. Cát ra tới đây luôn, quá nhanh. Đó. Không có chạy kịp thôi đi. Không sao. Nhém lỗ giữa này luôn. Nó ra vào lốc đó. Vừa lốc khổ thôi. Bây giờ ém lỗ này nó ra đường này cũng được đó nè. Nó cắt tới rồi. Nó cao lên rồi chạy ra mấy cái lỗ trên thằng gạch trên nè. Còn ở trên một hàng gạch luôn ha. Lỗ trên thằng gạch nè. Dài bên kia luôn. Rồi nhép luôn đi. Cát lên tới rồi. Một xíu nữa chảy cái hỗn trên này. Nguyên hàng gạch này chảy im lắm. Quá nhiều lỗ. Lỗ đá xì hay vậy? Rồi vô vô đi anh Văn ơi. Cát xì chú tỉnh đó. Ừ. Đi được cái lỗ bên kia. Dạ phía trước nó đầy hết rồi. Bơm dưới đà ha. Giờ hàng gạch trên nó chảy nước luôn rồi. Nguyên thằng lỗ gạch. Ở phía sau này còn khoảng chừng 2 tấc mấy 3 tấc nó là đầy hết luôn toàn bộ. Rồi đã xong. Phải một chuyến nữa. Bây giờ còn khoảng 2 tấc nữa ở phía sau này là đầy. Còn lớp đà nữa thôi. Chạy bơm dưới đà phản tắc chỗ này để hơi dư lên cho nước nó dội về phía sau. Cát này sạch nè, cát này to. Giờ mấy ông là cho mời mấy anh thợ đến làm là dễ. Chào. Hôm nay mình tiếp tục vô một chuyến nữa ha. Chuyến thứ tư. Chuyến này là chuyến thứ tư rồi nè. Bây giờ mấy anh em chuẩn bị bơm. Bơm trăm vô cho cái nền đầy luôn. Còn thiếu không ít. Đậu ghe ở đây, đây lại có đổ khoảng 200 mét thôi ha.
Thì ổng đi ở dưới con kênh luôn, con sông luôn. Thì cái này đáng còn thiếu hết ha. Mình đợi bơm khoảng nửa, khoảng chưa được nửa ghe nên là đầy cái này rồi đó. Dư mình bơm chỗ khác. Cát qua bơm xong là nay nó vàng vậy nè, to ha. Có đủ nó là dưới đà khoảng 5-7 phân. Ừ. Ghe 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 đi. Có đóng không? Đàn qua nhà đây quá trời rồi. Rồi. Luôn rồi. Không biết sao nè, đỡ mình không bơm đầy được. Bơm cho dung lên nữa mình cào ra. Quá cao rồi. Giờ nó cao đứng nhìn cái ghê quá. Ổn chạy rồi. Để dùng cái đó đi, để dùng cái đó đi. Quá cao 3 mét rồi. Từ bằng cái xuống đá là 3 mét. Khỏi dám để đi. Cái thằng dưới nè. Ừ, dám cái lỗ dưới thôi. Cái thằng lỗ cho để chạy đi. Khúc cuối là bơm kỹ kỹ mới được. Điện thảo không rồi, tới rồi. Hả? Thảo lại rồi, tới rồi. Bơm lên chắc khoảng 10 khối hơn, 10 khối là đủ ha. Không hết ghe. Ghe này 40 khối lận, chứ như khoảng nghe chừng 30 khối rồi. Ơi sao giờ mình cũng ghê. Đi vòng cho ba xem. Công văn lúc như nào cho ha. Cà còn nguyên thẳng băng. Đây khúc này nó cũng sâu nữa rồi. Ừ, cao thăm thẳm luôn. Gần nó xong. Cao rồi. Ơi vừa vừa thôi nha, cái nhà gặp nhà ta nha.
xếp rồi đó. Thảo, Thảo được chưa, được chưa Thảo? Thôi được chưa, được là ngưng liền hả? À, gọi điện ngưng đi nha ơi, cũng được rồi đó, thấy cũng vừa hơi sao này đâu có bơm cao được. Để nó chạy qua cho là đầy luôn rồi. Ồ lúng. Rồi đây toàn bộ luôn rồi. Bơm dưới đà mà. Yên dữ lắm rồi. Yên dữ lắm mà không có găng miếng nào cái đà nữa. Ở vậy là gì là ngon dữ lắm rồi. Sơ sơ tắt đi, sơ sơ đi, đừng nướng quá. Tại rõ có sụp ra không chứ có gì đâu. Để tắt đi, để tắt đi. Tắt đi, tắt đi, lỏng lắm rồi. Đầy luôn kìa, dư dư luôn kìa. Mấy xe chạy đắt vòng cá. Tắt đi, tắt đi. Tắt luôn. Quá im. Im không Thảo? Câu gì đó. Trên cờ thiếu miếng giờ đủ luôn rồi. Ừ. Xà bằng không bóc xà bằng. Hả? Thảo làm chất lượng quá. Cứng thiệt. Thảo làm là này quá chất lượng rồi. Cũng như thời thời giữ mà. Nhiều. Dành dần tháo ống ra đi về chỗ khác để bơm. 6 7 ghe này 3 ghe mấy hả? 6 ghe quá. 7 ghe quá. Đứng dưới nước mà giờ nà này cỡ cỡ 3 mét không Nhân? 3 mét không? Hơn 3 mét. Hơn hả? Đã xong đó nha. Ừ. Đứng dưới nước gì nè.
Vậy thôi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn.